Đi Ryan ăn bơ đi, không ăn là bị đánh đòn đau lắm. Ryan ăn giỏi lắm. Kìa, ông kêu con ăn miếng bơ đi kìa, mấy ông đánh đòn kìa. Ừ, nè đó, thấy chưa, ông ở trong đây nè, con mà không ăn á là ông đánh đòn con nè. Ryan ăn bơ đi, Ryan ăn bơ đi, Ryan ăn bơ đi, không ăn là bị đánh đòn đau lắm. Ryan nè, ăn bơ đi giỏi kìa. Lắm. Trời ơi, thấy chưa, đâu con khoe, coi con khoe con ăn chưa, đưa ra đây. Ờ đó đó, ừ là ý ý ăn rồi đó ông ơi. Cái hình ăn rồi đó ông, không có đánh hình nha. Dạ. Dạ. Ừ, rồi cái hình ăn bơ đi kìa, ông kêu nữa nè. Ryan ăn bơ đi, Ryan ăn bơ đi, Ryan ăn bơ đi, không ăn là bị đánh đòn đau lắm. Ryan ăn giỏi lắm. Đó, ông khen cái hình ăn giỏi lắm kìa, vỗ tay. Ăn giỏi sao đó. Ừ, đó, trời ơi ăn giỏi á. Ừ. Ừ, ăn giỏi là vậy á. Ừ, ừ, ăn giỏi lắm. Ừ. Rồi. Ryan ăn bơ đi. Mượn cái nào? Ryan ăn bơ đi. Ông kêu ăn miếng bơ nữa nè. Bị đánh đòn đau lắm. Ryan.